Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi. Mỹ Linh rất vui mừng lại được gặp lại quý khán giả ngày hôm nay trong một ngày thứ sáu cuối tuần thật là đẹp trời này. Kính mong quý khán giả sẽ yêu thương và ủng hộ cho chương trình. Quý vị cũng đang theo dõi chương trình này của chúng tôi ở trên Facebook cũng như trên YouTube VNA TV. Facebook và YouTube VNA TV. Kính mong quý khán giả nhớ subscribe nè, follow chúng tôi cũng như là bấm like rồi thả tim cho những bản tin mà chúng tôi gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý khán giả cùng gặp gỡ với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng để chúng ta cùng bắt đầu vào chương trình ngày hôm nay. Hello tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, kính chào của Mỹ Linh, kính thưa quý thính giả. Ngày 4 tháng 2 cũng là ngày 4 tháng Giêng của năm Nhâm Dần. Và ở tại Việt Nam là ngày hôm nay là ngày giỗ cũng như là ngày kỷ niệm 233 năm chiến thắng Đống Đa của vua Quang Trung. Thành thử ra chúng tôi cũng chuẩn bị một cái bàn thờ và chuẩn bị cho ngày lễ chầu cờ sáng ngày mai, tiếp tục cùng với cái sự cúng giỗ và tế vào ở tại Vườn Việt rất là đặc biệt. Thì đó là những cái chương trình mà chúng tôi xin báo cùng tất cả quý vị ngày Đống Đa, ngày 5 ở tại Việt Nam và hôm nay là ngày 4. Xin trân trọng kính chào quý vị và kính chúc quý vị một ngày an lành. Dạ, quả thật là ngày hôm nay người dân Việt Nam của chúng ta nên tự hào vì chúng ta có một vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã làm rạng danh dân tộc, đánh cho được dài tóc, đánh cho được đen răng, đánh cho chúng chích luân bất phản, đánh cho Nam anh hùng chi hữu chủ, là đánh để mà chúng ta được giữ gìn văn hóa của chúng ta, đánh để cho chúng không còn một cái bánh xe nào cả, và đánh không có một cục manh giáp nào hết, và đánh để cho giặc Tàu biết là xử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ, là và nước Việt Nam của chúng ta có anh hùng có chủ. Cho nên là đừng có giỡn. Và tới bây giờ là hình như là Tàu Cộng vẫn chưa có thuộc cái bài này, cho nên mình phải nói cho Tàu Cộng thuộc cái bài này. Dạ đúng vậy. Và kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục gửi đến cho quý vị những bản tin. Nhưng mà trước khi gửi đến cho quý khán giả những bản tin này thì chúng tôi không quên cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ. Đây chính là Yao Marva Resort and Casino at Summer Wow, với 6.500 máy kéo, có luôn cả bài bàn, hệ thống hotel và resort đã khai trương với 500 phòng thật là tiện nghi, thật là sang trọng để phục vụ cho quý vị. Ngoài ra thì có Serrano Buffet, thứ tư thứ năm có lobster tha hồ cho quý vị thưởng thức. Kính mong quý vị ủng hộ cho Yao Marva Resort and Casino at Summer Wow. Và tiếp đến nữa, và kính thưa quý khán giả, mời quý vị đến với lại nhà hàng của tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng trên San Jose để thưởng thức, biết đâu còn may mắn gặp được tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, say hello. Và kính thưa quý vị, địa chỉ của nhà hàng là 2850 Queenby Road, suite 125, điện thoại là 408-238-8686, 408-238-8686. Kính mời quý vị ủng hộ cho nhà hàng Trầy Di Lạc. Và tiếp đến vẫn là những bản tin được gửi đến cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi, mở đầu cùng với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng thưa anh. Dạ vâng, kính thưa cô Mỹ Linh, kính thưa quý vị. Chúng ta chưa dứt cái dịch Omicron thì hôm nay Indonesia đã báo động về một loại vi khuẩn mới thuộc về vi khuẩn bệnh than. Giới chức của Indonesia đã phát hiện một ổ vi khuẩn bệnh than trên gia súc. Ít nhất là 23 người đã bị phát những cái triệu chứng là do ăn thịt động vật hoặc là nhiễm bệnh. Hai ngôi làng trên đảo Java của Indonesia đã bị tuyên bố là vùng đỏ bởi vì bệnh than đã hoành hành, và giới chức y tế đã ghi nhận 7 trong 15 trường hợp gia súc bị chết vì nhiễm bệnh than. Ít nhất là 23 người đã bị phát những cái chứng bệnh trên da, trên ngực hoặc là bị phỏng ngứa do ăn thịt động vật bị nhiễm vi khuẩn than. Ông Kelly là cán bộ của phòng dịch bệnh ở tại nơi đây cho biết là giới chức đã xác nhận ban bố tình trạng cấm không được di chuyển gia súc ra phía ngoài. Các cơ quan chức năng đang chờ kết quả xét nghiệm để đánh giá tình hình, và khu vực này có rất nhiều những gia súc bị chết và đây là một điều rất là đặc biệt để chúng ta phòng bệnh. Mặc dù thưa với quý vị, bệnh than không phải là nó lây từ động vật qua người, mà nó chỉ lây trong giữa động vật với nhau. Tuy nhiên chúng ta không biết được, bởi vì trước đây cái COVID-19 người ta cũng cho rằng nó chỉ ở trong phạm vi của loài dơi, loài chuột. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy cái hậu quả ghê gớm là nó đã giết chết cả triệu người. Và đó là cái điều mà người ta phải phòng ngừa. Cho nên
phòng ngừa dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ đã cho rằng đây là những cái loại mà chúng ta cần phải ngăn ngừa càng sớm càng tốt, không để nó có thể phát tác ở bất cứ nơi đâu. Đó là một cái bệnh trạng gọi là bệnh vi khuẩn than đang hoành hành ở tại Indonesia. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và kính thưa quý khán giả, mở đầu cho bản tin ngày hôm nay của Mỹ Linh thì chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị một bản tin liên quan đến Phó Tổng thống Mike Pence. Và lâu lâu có một tin giật gân. Ngày hôm nay, cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã nói Trump đã sai khi nói Phó Tổng thống có quyền lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Và có lẽ là ông Mike Pence không biết là có muốn kiếm được những lá phiếu của những người cử tri ủng hộ cho mình nếu như tranh cử tổng thống hay không, mà lại nói cái câu này. Chắc chắn nó sẽ phật lòng rất nhiều người ủng hộ cho cựu Tổng thống Trump. Và dĩ nhiên, thật ra đó là ông giống như nhân vật Nhạc Bất Quần. Mình không có biết là thực chất là cái người mà gọi là một người trung thần hay là một kẻ nịnh thần hay là thật sự là một gian thần. Khó nói lắm, tại vì đôi khi những hành xử của ông có nhiều khi mình khó hiểu. Lúc thì cảm thấy rất trung thành, lúc thì cảm thấy lại không binh vực chủ của mình gì cả. Cho nên là đôi khi những hành động của ông mang tính chất bảo vệ chính bản thân mình thì nhiều hơn. Hẳn là quý vị cũng nhận ra điều này. Thì ngày hôm nay, cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã gọi tên ông chủ cũ của mình vào ngày hôm nay, nói rằng Tổng thống Donald Trump đã sai khi tuyên bố rằng Phó Tổng thống có quyền lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Liên bang Florida thuộc Orlando, thì ông Mike Pence đã đưa ra một phản ứng mạnh mẽ nhất của mình đối với những gì mà Tổng thống Trump đang cố gắng để mà gọi là những cái nỗ lực cho cuộc bầu cử năm 2020. Và ông gọi đó là un-American, tức là không phải là một người Mỹ, để mà gợi ý rằng người mà có thể là gọi là đã đưa ra một cái giống như là đã biết được kết quả, đưa ra một cái sự gọi là quyết định kết quả bởi chỉ một người thì đó là un-America. Có nghĩa là lúc nào nước Mỹ cũng đi theo số đông, tìm hiểu ý kiến của số đông chứ không phải là một người quyết định. Mà khi mà một người quyết định là un-America, tức là ý ông Mike Pence nói là Tổng thống Donald Trump đã gọi là tự ý mình, tự tung tự tác để mà tự diễn ra một cái viễn cảnh cho mình. Đó là ý của Mike Pence đã chỉ trích như vậy. Và đây là lần đầu tiên mà ông Mike Pence có một ý rất là thẳng thừng đối với lại những cái tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump về cuộc bầu cử năm 2020. Và ông Mike Pence cảnh báo những người bảo thủ tiếp tục khẳng định là Phó Tổng thống có thể thay đổi kết quả cuộc bầu cử thì họ sai, và nói rằng đó có thể chỉ là một vị trí vấn đề đối với đảng Cộng hòa trong cuộc tranh cử, mà chứ không phải là nó chỉ là một cái vị trí mà nó rất là giới hạn quyền lực, chứ không thể nào mà gọi là tin tưởng như vậy. Và theo hiến pháp, tôi không có quyền thay đổi cuộc bầu cử của chúng tôi, và ngay cả lúc đó là bây giờ là bà Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ không có quyền lật ngược kết quả cuộc bầu cử của chúng tôi, đánh bại họ vào năm 2024. Đó là lời ông tuyên bố. Như vậy là rất là gần với lại cái điều mà chúng ta có thể tiên đoán là ông Mike Pence sẽ ra tranh cử tổng thống cho năm 2024 trước những tuyên bố này của ông, kính thưa quý vị. Và quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, thưa anh. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thủ lĩnh mang biệt danh là kẻ quỷ diệt của IS tên là Abu Ibrahim Hashimi Qarasin là thủ lĩnh bị Hoa Kỳ đã dội bom và tiêu diệt ở tại Syria, có biệt danh là kẻ quỷ diệt, đã từng chủ trì nhiều vụ thảm sát. Thủ lãnh nhà nước Hồi Hương Qarasi, tên thật là Ami Mohammed Shai Abaruman Malawa, đã tiếp quản 2 năm trước khi người sáng lập Pubak Badahi đã đánh bom tự sát trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2019. Dù không nổi bật như người tiền nhiệm, Al-Qarasi được biết đến là người rất thông minh, có khả năng suy tính chiến lược. Được Colin Chash là nhà phân tích chống khủng bố tại Southern Group, công ty tư vấn an ninh ở New York, Hoa Kỳ, là thủ lĩnh tàn bạo nhưng kiến tiến. Al-Qarasi từng tránh được nhiều cuộc truy lùng của lực lượng tình báo Hoa Kỳ và Iraq. Al-Qarasi tiếp quản quyền lực vào thời điểm IS đã suy yếu sau nhiều năm bị lực lượng do Hoa Kỳ dẫn đầu truy kích, cũng như mất vị thế ở Syria. Phía bắc của Iraq là nơi mà đang trú ngụ.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từng treo thưởng 10 triệu đô la cho bất cứ ai bắt được Al-Qarashi và liệt y vào danh sách kẻ khủng bố toàn cầu bị truy nã đặc biệt. Al-Qarashi sinh ra ở thị trấn Tash Afra, phía bắc của Iraq và được cho. Ông ta từng phục vụ quân đội Iraq dưới thời tổng thống của Saddam Hussein. Al-Qarashi sau đó đã gia nhập hàng ngũ Al-Qaeda khi chính quyền của Hussein bị lật đổ năm 2003. Theo tổ chức CEF, năm 2004, Al-Qarashi bị quân đội Hoa Kỳ bắt giam tại nhà tù khắc tiếng Camp Bukhar ở miền nam Iraq, nơi mà Al-Qarashi hoạt động và là thành viên của tổ chức IS sau này gặp nhau. Sau khi những người này được trả tự do, Al-Qarashi vẫn sát cánh khi Baghdad nắm quyền lãnh đạo một nhánh Al-Qaeda năm 2000, đó thành lập nước Hồ Sương. Năm 2014, Al-Qarashi giúp Baghdad kiểm soát thành phố Mosul, phía bắc của Iraq. CF cho biết Al-Qarashi nhanh chóng khẳng định được bản thân trong hàng ngũ cấp cao của nhóm, được đặt với một biệt danh là giáo sư và kẻ quý diệt, y được các thành tung những chính sách bảo và loại bỏ những người chống lại Baghdadi. Thưa quý vị, ông này máu lạnh và sau khi tự sát, ông không những tự sát chính ông mà ông còn tự sát luôn tất cả những người bà con thân thuộc, vợ cũng như là những người thân của ông. Đây là một điều cũng đáng buồn bởi vì ông chết một mình ông thì đáng đời. Tuy nhiên, ông đã giết hại những người thân bạn quyến thuộc là một điều vô cùng tội lỗi. Mời quý vị một vài phút thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trả lại với quý vị sau phần quảng cáo.